Kể về câu chuyện khi đi test Covid tôi trước. Thấy người ta chọt cái cây vô lỗ mũi sợ lắm má. Bắt đầu chuẩn bị tâm lý đồ sẵn hết. Cái buổi chiều đó trước khi đi test là phải cậy hết mấy cái kít mũi ra. Sợ ảnh chọt một cái là nó rớt cái cục kít mũi đi xuống cái cuốn họng của mình. Nên rất là sợ. Nên là vệ sinh sạch sẽ hết rồi. Xong tới đó bắt đầu xếp hàng rất là hồi hộp. Tim đập bịt bịt. Xong rồi leo lên ghế bắt đầu ngồi cười lên chứ đỡ sợ. Xong chị đó kêu đứng cười em. Xong bắt đầu bớt nín cười lại nha. Xong rồi 1, 2, 3 chọt quét xong kiểu hụt hẫng á mọi người. Xong rồi hả kiểu là mình đã chuẩn bị sẵn hết áo giáp rồi tất cả vũ khí đạn dược rồi nhưng mà quân địch không tới, nó không có như mình tưởng tượng và mọi thứ đã xong xuôi hết. Nói chung là test Covid không có gì đáng sợ hết mọi người. Xong thật sự em không bị gì luôn, chỉ bị kiểu là thốn cái mũi này thì ví dụ bên mũi phải thì con mắt bên phải nó chảy xíu nước mắt hết. Kể về một vài lần mà bạn bị quê trước người lạ, kiểu là quê sệ luôn á. Một, cái này là bị quê nhiều lần mà quê kéo dài, quê bình dẫn luôn. Đó là mẹ mình đặt tên cho mình, tên cúng cơm của mình ở nhà là Lô. Mà ngay cả ở quê vô tới tận trong Sài Gòn thành phố luôn, thì mỗi lần mình ra đường á, người ta nghe điện thoại người ta hay kiểu alo, cái mình hả? Người mỗi lần mình đi ra thì đường mình nghe alo, là mình hả? Giật mình gì nè. Những cái người đó nhìn mình kiểu ai đâu kêu mày, gì vậy nhìn tao chi. Có mấy lần mình mất tập trung, mình ủn đuôi cái xe người đằng trước luôn á. Và đây mới là cái vấn đề mà mình quê nhất với người lạ ở ngoài đường nè. Không biết mọi người có sở thích giống mình không, đó là kể chuyện mà đang đi trên đường, chạy xe trên đường kể chuyện là rất là hấp dẫn. Kể mà bị ghiền, kể mà không ngừng được. Cứ chạy xe ngoài đường là chuyện ở đâu nó tuôn ra rất là nhiều để kể. Xong kiểu mình đang kể chuyện hứng, cái xe của bạn mình mới tuột lại đằng sau kiểu bị xa cách. Nhưng mà trực giác mình rất là tốt, mắt mình vẫn nhìn thẳng như nè. Xong á đằng sau có chiếc xe chạy lên, mình quay qua mình kể chuyện tiếp mọi người. Ừ, cái xe đó không phải bạn mình, người lạ. Ôi trời, tao nói nó quê. Kể một chuyện hồi nhỏ bạn làm mà giờ nghĩ lại thấy sợ ma mình ghê. Tôi trước, dạo này ghiền cái chuyện. Hồi nhỏ em là star mọi người, the star of village, ngôi sao của cái làng Xuân Hội chính là làng của em. Tất cả các chương trình văn nghệ, làng xóm, khóm, xã, các chương trình làng tế, giao lưu rồi là có em hết. Mấy đứa con nít mà con trai nó hay sợ bị người ta chọc lắm. Tại vì đi múa đi hát rồi sẽ bị nói bia đia. Chứ bây giờ lớn lên ta có đi hát đi múa đâu, ta cũng nè. Thành ra là mỗi lần đi diễn văn nghệ mấy cô mấy gì make up cho một cái mặt y như là chiếc bột mì lên trắng toát và cái môi màu đỏ. Xong rồi đi múa là xung quanh một đàn con gái. Ví dụ như múa bài Alibaba đúng không, là em đóng vai Alibaba là 7 đứa con gái xung quanh là múa Ấn Độ không đó. Rồi múa cái bài Lý Kỳ Đa, 3 nam 3 nữ là thiếu nam, cho nên là 5 đứa còn lại là 2 đứa con gái sẽ giả trai, còn mình em con trai rặt thôi. Rất cảm ơn vì công nghệ đã không phát triển sớm, cho nên bây giờ không còn những video clip để lưu giữ cái đó lại. Chứ hồi nhỏ mỗi lần em mà múa em lắc không chấn động gì nè mọi người. Đó kiểu vậy đó. Kể về một lần bạn bị đánh hội đồng, sau đó bạn còn phải đền tiền nữa. Mình trước. Chuyện là vào khoảng 2 tháng trước thì mình có đi chụp hình cho tiệm cái quần của mình. Thì lúc đó tự nhiên có hai người phụ nữ và một người đàn ông, mình nhớ chính xác là vậy, nhào tới trước mặt mình. Một người phụ nữ đánh vô trong cái má với cái môi của mình, với một người phụ nữ á đánh vô trong cái hai cái xương hàm với lại cái mắt mình bầm đen, hai cái xương hàm cũng đen theo luôn. Và cái mỏ của mình lúc đó là đỏ như máu và hai cái má của mình cũng ửng đỏ lên luôn. Xong rồi á, cái người đàn ông kéo cái tóc của mình ra đằng sau vì nè, mà mình sợ quá trời mà mình không có dám la, tại vì xung quanh không ai đứng ra bảo vệ mình hết và họ coi đó giống như là chuyện bình thường á. Mình cũng không biết làm sao nữa, lúc đó mình bình tĩnh á, mình cũng ngồi yên cho mấy người đó đánh mình à. Ủa mà sao cứ đánh vô mắt như vô má, vô cái không đâm. Thì đó. Không ai can, tại lúc đó họ đánh má hồng với đánh son môi cho mình, với là đánh màu mắt chứ là đánh khối á mọi người. mình cũng đâu làm điều đâu, lúc đó chẳng lẽ bây giờ báo công an cũng đâu ai giải quyết cho mình, xong rồi còn phải tốn tiền trả tiền cho người ta nữa. Dạ. Mọi người phải thật sự cẩn thận với những cái thanh niên đó nha. Kể về một ký ức lạ lùng từ học sinh tôi trước. Ê, kiểu bữa giờ bị ghiền cái chuyện hay sao kể hoài luôn má. Kể được lần thấy anh ta thả tim nhiều cái tưởng vui kể nữa. Câu chuyện lần này là một câu chuyện rất là vinh quang nhưng mà cũng rất là áp lực. Nó mang trên gánh nặng của cả một cái ngôi trường cấp 3. Thời đi học cấp 3 thì mình chưa từng vắng mặt ở một buổi chào cờ nào hết. Tại vì mình đảm nhiệm một cái vị trí mà nếu như vắng mình thì buổi chào cờ sẽ không bao giờ diễn ra được. Đó chính là vị trí kéo cờ. Mà mỗi lần cả trường chuẩn bị hát quốc ca, cả trường đứng nghiêm hết, thầy cô cũng đứng nghiêm luôn, là mình được bước lên cái bục cờ cao, người ta đứng nhìn, cảm giác mình giống như là ngôi sao, cả toàn trường chăm chú vô mình. Nhưng mà cái khúc áp lực ở đây nè, thì cả trường hát quốc ca đúng không, mình đứng mình kéo cờ vậy, thì cái bài quốc ca nó có một đoạn dài gì, cái cờ nó cũng có một đoạn dài gì, thì mình phải tính toán làm sao để mình phân bổ cái lượng kéo cho nó phù hợp, là vừa hát đó là cái cờ nó vừa lên. Nhưng mà có những ngày á, bài hát mới có một nửa thôi mà cây cờ của mình nó đã gần lên trên. Tại mình kiểu mình áp lực, mình hồi hộp, mình kéo nhanh đó mọi người. Xong mình kéo lấy nhí gì nè. Hồi hộp ghê, sợ làm sai hiệu trưởng đuổi học ghê.